Hey yo anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel mình, channel với tạc Dinh Mi. Và clip của ngày hôm nay thì clip tiếp theo của ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 ngày hôm nay thì mình vẫn như cũ thôi. Gửi lời chúc đến anh em một buổi sáng vui vẻ, như là một ngày lễ vui vẻ tuyệt vời. Nói chung đi chơi bời các kiểu các thứ đà điểu siêu nhân gì đó thì vui vẻ thôi. Xem clip của mình thì nhớ like ủng hộ mình, cũng như đăng ký kênh, subscribe và cái quảng cáo nhiệt tình nha. Hiện tại thì có một cái thông báo bên đây mình thấy, đó là mở server mới vào ngày 31 tháng 8, thì cũng qua lâu rồi. Đó là server Boirea gì đó, mình cũng không rõ, nhưng mà ngày 31 thì chắc cũng lâu rồi. À, hiện tại thì mình đang có mặt tại 56 Play. Hôm nay mình xong con ngạc cho một bạn Xuân Trường, tên là Xuân Trường. Hiện tại ngạc này cũng gửi mình lâu rồi mà mình chưa xong được, cho nên tiện thể đang trong chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi, mình đang chờ đợi cái thời đại hải tặc, thì mình làm cái clip này luôn. Lát nữa thì clip thời đại hải tặc sẽ có. Ok, up xong clip này thì mình sẽ bay vào đại thời đại hải tặc ngay. Mình up xong clip này là thời đại hải tặc chắc là cũng vừa kịp. Trong thời gian chờ đợi nữa thì chắc là cũng khá là lâu. Rồi ok, nick của bạn Xuân Trường sẽ như thế nào đây? Mình mong là có cái gì đó gọi là ghê gớm nha anh em. Ok, mình thấy chả có gì ghê gớm rồi đó. 149 là chiến 2 triệu VIP 4, như thế này thì lại có gì đâu ghê gớm anh em. Nhưng mà thôi kệ, thằng nào thì cũng là fan của mình, cũng là cũng 500 rồi anh em, cho nên mình phải sau thôi. À, hiện tại bạn căng đang cưỡi chiếc Wover, kèm theo đó thì có con rồng theo như Mr. 13. Đồng đội của bạn thì bao gồm những vật chính, có một dòng 3S đó là vật phòng, trái tuyết quái, trái tri thức, trái hổ đen có một sao lớn. Rồi ok, cái nhân vật chính là cấp 4 nha. Những đồng đội khác của bạn thì có Lao Sura, hai dòng 3S, Kakuhaki, rồi Bo Hancock cũng có một dòng 3S nè, Dì Mèo tới hai dòng, và được đầu tư vũ khí, áo và dây chuyền nhấp nháy luôn, mới kinh đó chứ. Bên đây thì chúng ta có râu trắng nữa, ba dòng luôn. Râu trắng thì quá nhiều dòng rồi anh em, quá nhiều dòng 3S. Rồi, chẳng hình, chắc chắn là như vậy rồi. Tối đồ của bạn thì cũng một số đồ lọc vặt thôi, không có gì gọi là đặc biệt, nhưng mà không gì là đặc biệt. Trong kho của bạn thì có một ống râu trắng nữa, và kèm theo đó là 71 mảnh nữa. Ở ngoài đây thì có thêm một mảnh hết cất vào. Bạn có một cái lệnh triệu tập The Flamingo, có điều hình như là chưa đủ cái con giáo chính phủ rồi. Đây 50 mảnh lận, bạn có 30 mảnh thôi. Mình thì dư ra cái con giáo chính phủ luôn á. Rồi ok, đặt này thì về xếp hạng là top 26 của 26 của gì đây, của đẳng cấp. Bên đó đấu trường thì top hạng 25. Tính ra cũng top 25 là cũng được đó các bạn. Danh vọng là 38, treo thưởng 27, và có bạn là 22. Ok, bạn từng xếp hạng tối đa là 16. Hả, là mới kiếm 24 đánh rồi. Xong 14 không ra mà ra 29 ta. Rồi, ôi trời ơi, không quên đá được ai hết ta, bị chích xì ke nữa chứ, đắt lòng vậy. Tại sao nó hóa đá được nhiều người vậy? Nhưng một chính mình thì quá yếu, nhưng một chính mình nó thì đấm cái chết tươi, vì mèo đấm phát chết luôn, suy ra là chúng ta sẽ bị thua. Cho nên là hơn mình tới 4 cấp, hơn mình tới 4 cấp là đánh không nổi. Ơi là trời, chạy đi anh em ơi, ngồi chờ cái thời đại hải tặc giờ sắp mặt lờ luôn anh em ơi. Ây là tình linh giống y chang mình trời, một berry berry với lại hàng đinh. Ai buồn ngủ quá, tối mình thức quá là khá là khuya thiệt với anh em luôn. Tối mình thức khá là khuya, tâm sự cho anh em nghe là có những cái con chó ở xóm mình nó sủa như một vị thần, cũng chả biết là có cái vụ án gì mà nó sủa inh ỏi, thế nhưng mình không thể nào ngủ được. Bây giờ thì mình bị sức mặt là mình xem bên công hội của thanh niên này có con gì mạnh không. Thanh niên đi hết luôn này,
ai cuối cùng thanh niên bị thua, không thể nào đi nổi. Nhận thưởng liền. Bây giờ bên công hội có thanh niên độc quyền, có cả Sambo nè anh em. Mình thử thuê thanh niên này coi. Mình thử thuê thanh niên này đánh lại 12 giúp thanh niên này nè. Ai này thì mình thấy thường thường bạn ấy đang đi mức độ là mức độ 3 sao. Giờ mình đi thử mức độ 3 sao xem sao. Thắng trong 5 lượt có vẻ hơi khó nha. Số lần không đậu hả? Mua 10 vàng liền. Dứt. Trời. À, cũng được mà anh em. Sát thương cũng khá là nhiều mà. Úi trời ơi. Khiêu một giọt. Kiểu này là mình thua do khiêu một giọt rồi anh em ơi. Có hỗn loạn. Thôi thua rồi. Ừ, anh niên một giọt bị choáng rồi anh em ơi. Mình có niềm tin vào trận này, cả tầm 4 lượt là có thể thắng rồi. Không cần 5 lượt luôn. Mình là đẳng cấp, mình dân chơi mà anh em. Không cần 5 lượt, chỉ cần 4 lượt là quá đủ cho một cuộc tình. 4 lượt là quá đủ cho một. Đáng lòng anh niên nó có bao kìa. Mình không thích có bao. Mình chỉ cần bình thường thôi, rồi mình gâu có nổ làm gì. Úi giời ơi, úi giời ơi. Thì ra tính là nổ cũng mạnh đấy chứ. Hổ đen, hổ đen, hổ đen, hổ đen, hổ đen, hổ đen. Win đấy. Ủa vậy là win rồi, sao bạn ấy không đây nhỉ? Mình vừa giúp bạn ấy win luôn anh em. Đúng thiệt là kỳ lạ. Úi giời ơi, tên điện tử đánh bồ nhà thì đi chơi bời gì nữa. Chết luôn. Yeah, mình vừa giúp bạn ấy hoàn thành xong này nhưng mà thực sự thì cũng chả được cái gì. Được 3 sao xong vậy thôi. Vừa tốn vàng mà giờ chả được mai gì nữa. Reset dứt. Kiên thủ 5 lượt. Kiên thủ này, kiên thủ này. Ủa nó không chết thiệt luôn hả? What? What? Mình tưởng nó không chết chứ. Thắng trong 5 lượt. Thôi mình chỉ cần 1 lượt thôi. Mình chỉ cần một lượt thôi em ơi. Win. Win là phải win. Và của thanh niên còn rất là nhiều máu anh em. Nhưng mà mình biết là mình win. Thanh niên chết cách giảm nhí thì cái. Ok. Này là thắng 5 lượt nữa. Mình chỉ cần 2 lượt. Trận này mình chỉ cần 2 lượt. Ok. Thôi chết luôn rồi. Thanh niên máu khá là ít. Bị dính cái lòng chim là chết luôn rồi. Biết ngay mà. Hải thứ tư, kiên thủ 5 lượt. Ủa tại sao nãy giờ mình lại đi mức độ khó ta? Mình bị ngáo à. Có sự thật hơi buồn anh em là nãy giờ mình bị ngáo đá, mình chuyện mình đi mức độ 3 sao. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mười tám, mười chín, 20, 21. Ok. Cái mục tàng là kiên thủ thôi anh em. Kiên thủ thì mình đâu có sợ. Kiệt cần hết. Ui lần này thắng cái 5 lượt cũng hơi chua nè. Thắng chắc mình đánh khó là vừa. À 9 là tiêu diệt con cấu chó. Ok. Chỉnh khó thôi. Hãy 10 để được 30 sao nè. Bây giờ là 31 rồi. Có đánh nữa cũng không đủ nên thôi. Đâu cần phải đánh rồi đâu nè. Nghĩ đánh cho khỏe. Ok thôi bỏ đi. Khá là mệt. Bây giờ khá là mệt luôn. Buồn ngủ đi. Anh em mấy nãy giờ mình ngáp quá trời. Thôi mình đi ngủ đi. Tạm thời mình đi ngủ giấc đó, lát dậy 10 giờ còn clip. Còn clip này mình up lên. Không biết là có kịp giờ hay không. Có thể là clip này sẽ lên YouTube hơn cái giờ mà thời đại hay tặc ra. Chắc khoảng 10 giờ 20 10 giờ 20 hay 10 giờ 20 mấy đó.
có thể là gần 10 rưỡi thì clip này mới lên được. Bạn có là lắc mình upload thì còn phải edit video chỉnh sửa. Ok, tạm biệt tất cả anh em nha. Và nói chung thì lát anh em nào chơi nhớ vào biển Bắc chơi với mình. Kể từ đó thì nhớ like video, đăng ký kênh, subscribe và lúc lần chào với mình nha. Xin chào và gặp lại anh em. Ok, mình mệt quá.